Sao đã đến rồi ạ? À? Mồm cậu có gì mà khè kia? Dính gì đâu anh? Còn cả em nữa. Anh đã bảo đợi anh về, dù muốn làm gì thì làm cơ mà. Thế là hai người tàng trụ trước với nhau đấy ạ? À? Ở đâu? Em đang làm gì đâu? Em vừa đến mà. Cậu xem lại mồm cậu đi. Quay bị ngứa mồm, em bôi nghệ cho đỡ ngứa mà. Ngứa khoanh ạ. À. Cậu đi rửa đi. Thế đợi em vào rửa mồm thì mình triển khai luôn anh á. Đợi em đi. Alo. Alo. Cậu có phải tên là Cường ở trên diễn đoàn bán hoa đúng không? Tôi muốn búp cậu. Anh trai ơi, em là chỉ phục vụ nữ thôi anh ạ. Chứ cái gói dịch vụ của chúng em là chưa có nam đâu. Anh sẽ thông cảm nhá. Không phải là tôi, mà là vợ tôi. Hả? Phải. Tôi muốn cậu ngủ với vợ tôi. Mỗi lần như thế, tôi sẽ cho cậu 5 triệu. Cho đến khi vợ tôi có bầu. Tôi sẽ trả gấp 10, là 50 triệu. Ok anh trai, ok. Được. Tôi sẽ gửi địa chỉ sang. Cậu đến ngay. Dạ vâng, em đến ngay ạ. Ông bị điên à? Tại sao ông lại làm như thế chứ? Có còn cách nào khác nữa đâu. Tôi biết là vợ chồng ông cũng muốn có con, cũng bị áp lực việc có con từ phía hai bên gia đình. Nhưng mà ông cũng phải thử kiên trì lên. Giờ y học cũng phát triển rồi, có nhiều cách chữa hiếm muộn mà. Kiên trì thì bao giờ. Có phải vợ chồng tôi không cố đâu. Nhưng suốt mấy năm rời nay bọn tôi không biết lý do là vì sao. Đi biết bao nhiêu cái bệnh viện, biết bao nhiêu bác sĩ rồi cũng không tìm được lý do. Mãi đến khi tôi mới biết mọi lý do do tôi. Bác sĩ nói là tôi không có khả năng sinh sản. Tôi biết, nhưng mà cứ thử kiên trì thêm 1-2 năm nữa xem sao. Kiên trì đến bao giờ. Vợ tôi cũng ngoài 30 rồi. Bố mẹ hai bên dục kinh khủng luôn. Tôi nói thật, tôi áp lực lắm luôn ý. Nhưng bây giờ tôi còn cách nào khác nữa đâu. Nhưng bà cứ yên tâm, đứa trẻ mà vợ tôi sinh ra sẽ vẫn là con của tôi. Nhưng mà ông cũng không thể để một người đàn ông đứng đường làm cái công việc để làm như thế được không? Tôi đã tìm hiểu kỹ rồi. Người ta đứng đường thì người ta phải có sức khỏe tốt, sinh lý tốt. Và lại, tôi cũng không thể nào nhờ người thân quen được. Chắc chắn phải tìm một người xa lạ chứ. Nhưng mà ông có biết người ta bị bệnh gì hay không? Thì tôi đã đưa người ta đi kiểm tra sức khỏe tổng thể rồi. Mọi thứ đều tốt. Với cả phải kiểm tra thì tôi mới ký hợp đồng chứ. Tôi vẫn không đồng tình với cách làm của hai vợ chồng ông đâu. Nhưng mà biết sao rồi, tôi là bạn thân của ông, nhưng cũng chỉ là người ngoài thôi. Mọi quyết định cũng đều ở vợ chồng ông mà. Anh, em sẽ cố gắng chăm sóc cơ thể và vừa mổ để mau chóng đậu thai, để cậu ta không phải đến đây nữa anh nhá. Em hứa với anh, con của em đẻ ra là con của anh mà. Thôi vào đi tắm đi, cô đi ăn cơm nữa. Dạ vâng. Tay nhà dâu cũng khác.
thơ mới mịn hết. Xuống. Anh. Uầy. Hàu nướng này, còn cháo hàu nữa. Xem ra là anh Lâm là muốn cán đích lắm rồi ấy nhở. Tầm bổ cho em cả vợ anh ác đấy cơ mà. Đấy không phải là vì cậu, đấy là vì con của tôi. Cậu chỉ được hưởng ké thôi. Ừ thì em cũng biết là anh chị mong con như nào mà. Mà anh Lâm này, em đến đây mấy hôm rồi nhá, mà em vẫn chưa biết anh làm nghề gì. Tôi làm sếp. Làm sếp? Ui kinh nhở. Chồng chị là giám đốc điều hành của một công ty kinh doanh. Ai chả. Thảo nào anh Lâm đầu tư với cái vụ này ác thế. Nhưng mà đúng là ông trời không cho anh tất cả. Làm sếp kiếm nhiều tiền này, nhưng lại yếu sinh lý, không chịu được vợ. Chán không? Này, sao cậu lại can thiệp vào cái chuyện đời sống riêng tư của vợ chồng tôi? Cậu biết được là tôi không chiều được vợ tôi à? Tôi kể cho cậu. Thì em đoán thế. Xin lỗi anh, cái mồm em thỉnh thoảng đi chơi hơi xa ấy mà. Nhưng mà theo cái cẩm nang sinh lý của em nhá, là những cái người mà yếu sinh lý ấy, là toàn gọi là đi giữa đường mà hết xăng thôi. Chả làm được cái việc gì cả, chán lắm. Vâng, cảm ơn cậu đã quan tâm đến sức khỏe của vợ chồng tôi. Nhưng mà lần sau ấy, không cần phải hỏi lại như thế nữa. Dạ vâng. Thôi Cường, ăn đi, ăn nhiều. Anh ơi, em ăn hết nhé. Anh ăn bảo phí bộ giỏi có làm gì đâu. Này, gì? Anh vừa phải thôi chứ. Sao anh cứ chơi tức chồng em thế, chồng anh đuổi việc anh bây giờ. Thì anh nói đúng, có nói sai gì đâu mà sợ. Nhưng mà cái gì không nên nói thì đừng có nói, cứ im lặng mà kiếm tiền thôi. Chồng em ý có thể chịu được nhiều, nhưng đến lúc không chịu được nữa ý, nó mà cục lên nó hỏng hết việc đấy. Thôi ăn đi. Cái thằng vô dụng mà nó ăn được phết đi, ngon. Vẫn như mọi khi, anh làm em xứng chết đi được ý. Anh mà lại có những cái thằng chồng yếu ớt của em đâu. Mà công nhận em nghĩ ra cái cách ấy. Cho anh giả vờ làm trai đứng đường. Hay thật đấy. Mình vừa có thể ngang nhiên ngủ với nhau này, mà anh còn được tiền nữa. Hay. Anh yêu của em tới đây. Ô kìa, sao thế? Sao anh lại đẩy em ra? Anh có biết là em khó khăn đến mức như thế nào thì phải trốn được thằng chồng em sang đây với anh không? Anh vỡ nợ rồi. Mã chứng khoán anh đầu tư bị lỗ. Bây giờ căn nhà này anh cũng phải trả. Thế có nghĩa là từ bây giờ không có chỗ nào để mình đến với nhau, mình các thứ với nhau á? Em đã bảo với anh rồi là mình không thể ra khách sạn được đâu. Nhỡ mai mà thằng chồng em đã bắt gặp ý, là toi cả đôi đấy. Thế bây giờ tiền nhà không có mà đóng ấy, em bảo anh phải làm sao? Phải làm sao á? Phải làm sao nhở? Phải làm sao để vừa giúp được anh mà giúp được cả đôi chúng mình nhở? À, em nghĩ ra một cách. Bây giờ anh đi lấy cho em cái bút với cả một tấm bìa. Lên. Đây. Bây giờ em sẽ bảo với cả chồng em tìm một người ngủ với em để em đậu thai. Và em sẽ giới thiệu anh, bảo là tìm được anh ở trên diễn đàn bán hoa, chắc chắn chồng em sẽ tự tìm đến anh. Nào, bây giờ cầm biển này để em chụp ảnh. Cứ lên, tự tin lên, nhanh lên nào. Rồi. 1, 2, 3. Được rồi. Thằng chồng em nó giàu lắm.
mà nó còn yêu thương em, tin tưởng em tuyệt đối cơ. Thế cho nên cái lúc mà em đề xuất ngủ với một thằng đàn ông khác ấy, nó không một chút nghi ngờ gì cả. Nhưng mà cũng lạ thật đấy, em mà nó cưới nhau mấy năm rồi sao nó không dính bầu được nhỉ? Thì em uống thuốc tránh thai mà, em chỉ muốn bòn rút tiền của hắn ta thôi chứ không muốn có con. Sau này ly hôn ý làm nhằng lắm. Mà hôm trước em còn phải đưa anh ta ra phòng khám của người thân, làm giả cái giấy tờ là vô sinh để đưa anh về đây nhá. Công nhận đi ông anh, thông minh thật đấy. Em sẽ uống thuốc tránh thai thêm một thời gian nữa để anh có đủ tiền trả nợ. Sau đó em sẽ thả ra để anh với em đều có con, uống nước cái khoản tiền to lớn kia của anh ta. Sau khi đẻ xong ấy, thì em với anh sẽ đường đường chính chính và có một gia đình hoàn chỉnh, cùng với một số tiền rất lớn. Chồng ơi, em xong rồi ạ. À, anh vào giả tiền anh ta đi. Anh ạ. À, em xin. Anh ơi, hình như em thấy cái tập này nó hơi mỏng hay sao? Em nói thẳng luôn nhé, em không phải là cái loại trai mà hét giá đâu. Thế nhưng mà anh hỏi chị nhà xem, chia được chị nhà anh là em cũng tốn sức hao công lắm chứ đùa đâu mà. Mất công bao nhiêu ngày em tầm bổ ấy, có hết 10 chị rồi đâu nữa. Em xin, lần này chị mà vẫn không dính bầu, anh cứ đặt lịch tiếp cho em, em lúc nào sẵn sàng ạ. Em xin phép. Chà, chị Linh, chị sang nhà em có việc gì ạ? Chồng em đi vắng rồi. Chị có mua một ít đồ bổ cho bà bầu, chị mang sang cho em đấy. Dạ vâng, để chị xách vào cho nhá. Em uống thuốc à? Thuốc gì đấy? À, em uống thuốc bổ dành cho phụ nữ thôi mà. Đưa đây chị xem cho. Chị cũng có tìm hiểu một số loại thuốc và thực phẩm chức năng dành cho phụ nữ. À, chị biết loại nào phù hợp với em đấy. Ơ, chỉ là thuốc bổ thôi mà chị. Em cũng là phụ nữ, em biết thuốc nào tốt cho mình thì mới uống chứ. Thì chị biết nên chị cũng chỉ muốn xem thôi mà. Sao em đã vội vàng vứt bỉ thuốc đi thế? Hay là vì thuốc này có gì mà chị không xem được à? Chị nói vớ vẩn cái gì thế? Hay là tôi hiền quá nên chị nghĩ là dễ qua mặt? Tôi nói thẳng cho chị biết này, chị cũng chỉ là bạn thân của chồng tôi thôi. Chuyện gì trong nhà tôi không có trách nhiệm phải báo cáo với chị. Chị không hề bắt em phải báo cáo mọi chuyện với chị. Chỉ là chị quan tâm đến vợ chồng em thôi mà. Bình thường Lâm Động hay tâm sự với chị, chỉ là chị biết nó buồn và áp lực thế nào về chuyện có con. Chị cũng chỉ muốn hỏi han quan tâm tí thôi, làm gì mà căng thế. Nhưng mà em bảo chị không cần quan tâm thì chị đừng có xỉa mũi vào. Này, em hơi quá đáng rồi đấy. Chị có thể không tham gia, nhưng mà chị thấy thái độ của em lạ lắm đấy nhá. Lạ cái kiểu gì? À, hay là chị nhân cơ hội vợ chồng tôi đang rối ren, chị muốn chen chân vào. Hay là chị cũng có tình cảm với cả chồng tôi nên nhân cơ hội này là muốn vợ chồng tôi lục đục cãi nhau. Em nói cái gì có lý hơn một chút được không? Chị mà có gì với Lâm ý thì chị đã thổ lộ từ lâu rồi, không phải đợi đến lúc vợ chồng em lấy nhau chị mới nhảy vào làm gì đâu. Trời ơi, ai mà tin được lòng dạ con người. Người ta đã nói rồi, không có một cái thứ tình cảm trong sáng nào giữa nam và nữ cả. Em nói thế thì chị cũng chịu rồi. Đồ bổ chị để đây, chị đi về đây. Vâng, không tiện. Vâng. Lát nữa em kiếm cớ đi ra ngoài, anh với em đi ăn đêm rồi lên bar chơi nhá.
thèm cảm giác được đi chơi với anh ghê. Nhận kèo cho em yêu. Chồng ơi, em xong rồi. Anh ạ. Anh. Cái này là gì ạ? Túi quần áo hay sao ạ? Tôi dọn sẵn quần áo cho cô. Để cô cút khỏi nhà tôi đi. Anh ơi, anh bị làm sao thế? Sao anh lại phải cút khỏi nhà? Cô đừng có giả nai nữa. Cô lừa tôi như thế chưa đủ à? Mà cô còn muốn lừa tôi thêm một lần nữa. Anh nói cái gì cho em hiểu được không? Em lừa anh cái gì? Câu chuyện giữa tôi và cô, chúng ta không thể có con, không phải là lỗi do cô, mà chính là do cô. Cô đã lén lút uống thuốc tránh thai, đúng chứ? Ai nói với anh như vậy? Là tôi nói đấy. Hôm tôi đem thuốc bổ đến cho cô, tôi thấy cô uống thuốc nên mới hỏi cô uống thuốc gì. Nhưng mà cô lại tỏ thái độ gay gắt và vứt ngay vỉ thuốc đi. Nên điều đó khiến tôi không thể không nghi ngờ rằng cô đang có điều gì đó khuất tất, đang giấu giếm tôi. Linh đã lục thùng rác và phát hiện ra thứ thuốc cô uống là thuốc tránh thai. Chứng cứ rành rành ra đây. Cô có muốn chối không? Thì em cũng có uống thuốc tránh thai. Nhưng mà cái điều đó không có nghĩa là em không muốn có con với anh. Cô nghĩ tôi ngu thế à? Cái thằng mà tôi đưa về, nó chẳng phải là trai đứng đường gì đâu. Nó làm nghề bất động sản, đầu tư chứng khoán, và là người yêu cũ của cô, đúng chứ? Hai người đã lén tăng tự với nhau từ trước khi tôi với cô cưới nhau. Cô cắm lên đầu tôi cái sừng to đùng đấy, và cô đổ lỗi cho tôi là tôi vô sinh à? À, sao cô ác? Cô có biết cô làm thế, tôi căm ghét và uất hận bản thân mình thế nào không? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tôi làm gì sai mà cô phải đối xử với tôi như thế? Hai người còn trơ tráo nghĩ cách để đưa nhau về đây hành sự, rồi còn ngang nhiên lấy tiền của Lâm. Đúng là khốn nạn mà. Anh ơi, dù sao thì mọi việc cũng lỡ rồi. Anh cho em xin lỗi. Em xin rút lui khỏi cuộc tình này. Đừng nói nữa. Hẹn gặp cô ở tòa. Anh Lâm! Anh Lâm! Tôi sẽ cho các người thấy hậu quả của việc ngoại tình nó là như thế nào. Trưa nay anh ăn gì? Gửi ảnh em xem nào. Không có vợ ở nhà, anh đành phải ăn mì tôm đây này. Khoan đã. Sao lại có hình ảnh một cô gái ở đây thế này? Anh đang ở nhà một mình à? Anh đang ở nhà ăn mì chứ đâu. Có thật là một mình không? Hay là em vừa đi thì anh rủ bạn đến nhà? Em đi công tác thì anh rủ bạn bè về làm gì cho mệt xác. Anh ở nhà một mình thôi. Mà thôi, anh ăn mì đây. Mới cả rồi. Chắc chắn đây là hình ảnh phản chiếu của một cô gái nào đó. Alo, Trà. Em đổi lịch bay cho chị xuống muộn hơn nhá. Ngay lập tức. Chị cần phải về nhà ngay bây giờ. Vợ. Sao em lại về nhà giờ này? Anh tưởng giờ này là em phải đang ở trên máy bay rồi chứ. À, em để quên đồ.
Anh ở nhà có một mình thôi à? Không một mình thì mấy mình? Em hỏi lạ thật đấy. À, hay là em tính dẫn cô nào về đây với anh cho đỡ buồn à? Anh xin nhé. Em nói thật đấy, anh có chuyện gì giấu em không? Hay là có lén vén với cô nào không? Nói thật đi, em tha cho. Hôm nay em bị làm sao ấy? Anh thì làm gì có ai? Được rồi, anh thề, anh hứa, anh đảm bảo là anh chỉ có một mình em thôi. Anh vào nghe điện thoại. Chắc là không có ai thật. Mình đang nghi quá rồi. Vết son môi. Đây không phải màu son mình dùng mà. Mình linh cảm không sai mà. Anh ta đang ngoại tình. Chị ơi, em mang tài liệu sang cho chị ký. Tiện ý, em có cây xương rồng này biếu chị, để chị để trong nhà cho đẹp ạ. Cây xương rồng á? Vâng. Đẹp thế, chị cảm ơn nhá. Nhà em á, bố mẹ em làm cây cảnh mà, cho nên là nhiều cây lắm. Bố mẹ em bảo là mang cây cảnh sang để biếu sếp, nhưng mà em chọn mãi thì thấy cái cây xương rồng này phù hợp nhất với chị. Sao lại phù hợp nhất với chị? Ừ, tại vì chị cứng cỏi với cả mạnh mẽ như cây xương rồng này này. Mà cái cây này á, chị không cần phải chăm bón quá kỹ đâu, nó vẫn sống tốt, nên là rất hợp với những cái người bận rộn như chị. Cảm ơn em nhá, em tinh ý quá. Mà chị ơi, dạo gần đây em thấy chị hơi buồn. Chị có chuyện gì à? Có chuyện gì mà em giúp được thì chị cứ nói ra. Em với cả chị làm việc với nhau bao năm rồi, với cả em còn là trợ lý thân cận của chị nữa. Trông chị buồn lắm à? Vâng, chị có chuyện gì à? Chồng chị, anh ấy đang ngoại tình. Cái gì? Anh Phương á? Em thấy anh ấy là người đĩnh đạc mà, làm sao có chuyện đấy được ạ? Em xem bức ảnh này đi. Chị thấy có bóng của người phụ nữ ở trong tủ lạnh. Chị chắc chắn là anh ấy đã ngoại tình sau lưng chị. Chị ơi, chị đa nghi thế. Nhỡ may đây là cái bóng ở ngoài ban công người ta phơi quần áo phản chiếu lại thì sao? Chứ em tin à, anh Phương là người trung tình. Lòng người khó đoán lắm, nhất là đàn ông. Thôi chị ơi, chị đừng suy nghĩ nhiều. Em chắc chắn với chị, anh Phương là người trung tình, là người đàn ông tốt nhất rồi. Em nghĩ anh ấy không phản bội chị đâu. Mà thôi, em xin phép chị, em đi về đây, cũng muộn rồi ạ. Em về nhá. Xương rồng trả biếu em đấy à? Vâng. Nhưng mà sao em biết cây xương rồng này là trả tặng cho em? Nhỡ đâu là em tự mua hay là người khác tặng cho thì sao? Thì anh nhớ là có một lần nào đấy em đã từng kể với anh là bố mẹ Trà có một vườn cây cảnh mà. Em nhớ là em chưa từng kể với anh về cuộc sống của bất kỳ một nhân viên nào ở trong công ty của em à? Có đấy, thế là em quên thôi. Mà thôi, anh vào tắm đây. Chẳng lẽ cô ta chính là kẻ thứ ba ấy? Vừa đi công tác chuyến này, chồng sẽ nhớ lắm đấy. Em đi có một tuần thôi, từ từ mà. Anh ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn ít mì tôm thôi đấy. Chồng nhớ rồi. Đi, để chồng đưa vợ ra sân bay. Thôi, cậu Phiêu đứng đợi em ở dưới sảnh rồi. Rồi em đi luôn đây.
Làm gì mà lâu thế? Cứ để người ta phải chờ suốt hết cả ruột. Thì cũng phải để cho con máy già nhanh nó ra khỏi nhà đã chứ. Nó mà phát hiện ra là nguy to đấy. Em có nhớ cái vụ mà em biếu cái xương rồng không? Anh chỉ hơi lỡ miệng có tí thôi mà nó đã nghi ngờ rồi. Thảo nào, dạo gần đây cứ gặng hỏi nhiều chuyện. May là em chưa lỡ miệng phát nào đấy. Nhưng mà em có chắc chắn là con máy già nhà anh nó đã lên được máy bay không? Chả chắc thì sao. Em phải bảo thằng Phiêu lái xe riêng của chị ta, khi nào tận mắt nhìn thấy chị ta lên máy bay thì mới được về đấy. Biết là thế nhưng mà anh lo lắm. Có lần nó có về đột xuất cơ mà, ai mà biết được. Thôi chết rồi, để em gọi cho Phiêu đã. Alo, anh có thấy chị ta lên máy bay không đấy? Lên rồi, chính anh ấy còn đưa về cho sếp ở quay mà. Yên tâm đi, anh làm việc ấy thì cứ phải gọi đến chút chất lượng. Nhớ chiều anh nhá. Biết rồi, cái đấy về tính sau. Hẳn là chiều nhau cơ mà. Cũng có cả ở công ty rồi đấy nhở? Anh chả biết gì cả. Anh có biết là để qua mắt được con máy già nhà anh ý, em phải diễn kịch với cả anh ta không? Chứ cái loại lái xe què như thế, làm sao mặt đẹp trai lịch lãm phong độ được như anh? Tôi có việc cho anh đây. Đóng giả làm bạn trai của tôi nhá. Nếu mà được ý, thì số tiền này sẽ là của anh. Hả? Cái gì cơ? Đóng giả làm người yêu á? Nghề mới nổi à? Anh không cần phải nói nhiều đâu. Cứ ngoan ngoãn mà làm cho tốt đi. Làm hơn ý, tôi sẽ thưởng thêm. Anh yêu, tối nay anh chở em đi ăn tối nhá. Lâu lắm rồi mình chả hẹn hò gì cả. Ok, em thích ấy. Thì anh chiều. Anh thấy em thông minh không? Bây giờ thì để em chiều anh tới bến nhá. Em thì kênh nhỏ ấy. Sao đấy? Này, anh để cái gì dưới đệm đấy? Đau quá! Anh có để cái gì đâu? Cái gì ấy nhở? Tại sao đây là xương rồng? Là tác phẩm của tôi đấy. Sao em lại về đây? Sao? Có lẽ giờ này tôi đang ở trên máy bay để đi công tác, để cho hai người dễ dàng đến với nhau à? Anh ta dám lửa thôi, là chị tao lên máy bay. Dạ em chào chị ạ. Chị của em vào đây có việc gì không ạ? Chưa này. Em làm việc với chị 5 năm rồi. Em thấy chị là người thế nào? Dạ, chị là một người sếp tốt nhất mà em từng gặp ạ. Nói thật với chị biết, nếu mà chị không cho em một cái chân lái xe cho chị, thì có lẽ bây giờ em vẫn là một kẻ đầu đường xó chợ lang thang rồi ạ. Nếu bây giờ chị bị lừa rồi thì em có bảo vệ chị không? Dạ, em bảo vệ chị chứ ạ. Nhưng mà sao chị lại hỏi như thế ạ? Em nói thật đi. Em với Trà không phải là một đôi đúng không? Bọn em... Cứ nói đi. Thật sự là em không biết mục đích của chị ta là gì. Nhưng mà chị ta đưa cho em một số tiền, xong rồi bắt em phải làm theo ý của chị ta. Mà em thấy nhá, cứ mỗi lần mà chị xuất hiện là chị ta lại sát vào người của em. Giờ còn hỏi em về lịch trình của chị nữa. Hay là... chẳng lẽ... Đúng thế. Chị đang nghi ngờ Trà ngoại tình với chồng chị. Cái gì cơ hả? Cô ta dám làm như thế hả chị? Nhưng mà chị vẫn chưa có bằng chứng hay là bắt quả tang được bọn họ, nên là bọn họ vẫn chối cãi. Em có thể giúp gì cho chị để lật mặt được cái bọn gian phu dâm phụ này không ạ? Dám động vào chị của em á, em không để yên đâu. Bình tĩnh. Ngày mai em hãy nói dối bọn họ là đưa chị ra sân bay, rồi bảo là chị đã lên máy bay rồi. Dạ vâng ạ, em biết rồi ạ. Thằng khốn, mày dám lừa tao. Mày... quá. Anh ở nhà ăn sung mặc sướng, không có việc gì làm, nên anh ngoại tình sau lưng tôi đúng không? Vợ ơi, anh sai rồi.
Anh xin lỗi em. Em tha thứ cho anh được không? Đúng rồi. Tất cả là tại cô ta. Cô ta cố tình tiếp cận và tấn công anh. Lại còn ăn mặc sexy để quyến rũ anh nữa. Chứ anh mù quáng cho nên mới... Anh dám làm mà không dám nhận à? Tôi tưởng anh yêu cô ta, anh chiều cô ta lắm. Sao anh không đến với cô ta? Bảo vệ cô ta đi. Anh chỉ yêu duy nhất có một mình em thôi. Mẹ, khốn nạn! Mày đuổi Húc Phi, bây giờ mày còn đổ lỗi hết lên đầu tao à? Hả? Mày... Còn khốn này nữa, mày dám đánh tao à? Bố mày nói cho cái loại mày biết nhá. Mày cũng chỉ là cái ngư gái qua đường thôi. Đừng nghĩ mình thanh cao mà khiến tao quỵ lụy nhá. Mày... Sân khấu này, tao nhường lại cho hai người đấy. Vợ sao em lại về nhà giờ này? Anh tưởng giờ này là em phải đang ở trên máy bay rồi chứ. À, em để quên đồ. Anh ở nhà có một mình rồi à? Không một mình thì mấy mình. Em hỏi lạ thật đấy. À, hay là em tính dẫn cô nào về đây với anh cho đỡ buồn à? Anh xin nhé. Em nói thật đấy. Anh có chuyện gì giấu em không? Hay là có lén vén với cô nào không? Nói thật đi, em tha cho. Hôm nay em bị làm sao ấy? Anh làm gì có ai? Được rồi, anh thề, anh hứa, anh đảm bảo là anh chỉ có một mình em thôi. Anh vào nghe điện thoại. Cảm ơn em nhá, em tinh ý quá. Mà chị ơi, dạo gần đây em thấy chị hơi buồn. Chị có chuyện gì à? Có chuyện gì mà em giúp được thì chị cứ nói ra. Em với cả chị làm việc với nhau bao năm rồi. Với cả em còn là trợ lý thân cận của chị nữa. Trông chị buồn lắm à? Vâng, chị có chuyện gì ạ? Chồng chị... anh ấy đang ngoại tình. Cái gì? Anh Phương á? Ồ, em thấy anh ấy là người đĩnh đạc mà. Làm sao có chuyện đấy được ạ? Em xem bức ảnh này đi. Chị thấy có bóng của người phụ nữ ở trong tủ lạnh. Chị chắc chắn là anh ấy đã ngoại tình sau lưng chị. Ừ, chị ơi, chị đa nghi thế. Nhỡ may đây là cái bóng ở ngoài ban công người ta phơi quần áo phản chiếu lại thì sao? Chứ em tin à, anh Phương là người trung tình. Lòng người khó đoán lắm. Nhất là đàn ông. Thôi chị ơi, chị đừng suy nghĩ nhiều. Em chắc chắn với chị, anh Phương là người trung tình, là người đàn ông tốt nhất rồi. Em nghĩ anh ấy không phản bội chị đâu. Sương Rồng trả biếu em đấy à? Vâng. Nhưng mà sao em biết cây sương rồng này là trà tặng cho em? Nhỡ đâu là em tự mua hay là người khác tặng cho thì sao? À, thì anh nhớ là có một lần nào đấy em đã từng kể với anh là bố mẹ Trà có một vườn cây cảnh mà. Em nhớ là em chưa từng kể với anh về cuộc sống của bất kỳ một nhân viên nào ở trong công ty của em à? Có đấy. Thật là em quên thôi. Tự xử với nhau đi. Và tôi cũng nói trước, từ ngày hôm nay cô bị sa thải. Còn anh cũng dọn đồ và cút xéo ngay ra khỏi nhà tôi đi. Đợi anh, ngay giải thích đã. Mày đi đâu? Tao không cho mày đi. Mày dám đánh đập.